Yên chư đạo hữu Maharaja Thamma Sukha A Chê Âm Đó Thi An Lạc vừa vào rung. Dạ không biết à, dạ kính mà nhờ cô tu nữ Như Pháp từ bi hoan hỷ chưa nói là cô tu nữ biết là cảm ơn cô nhiều nhé. Chưa biết nói gì cô đã biết rồi, dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ và chúng ta chờ một chút nữa cô tu Như Pháp sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Đức vào đạo tràng để truyền tam quy bát quan trai giới đến chúng ta ngày hôm nay. Mà không biết Đại Đức Tuệ Đức có ở nhà không, ở chùa không biết nữa. Xin đạo tràng chờ một chút. Dạ. À, có để Đức Tuệ nhẫn vào rùm rồi. Dạ, thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được cung thỉnh Đại Đức Tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ truyền tam pháp quan trai giới đến hạ Phật tử ạ. Alo, kính đa cung thỉnh Đại Đức Tuệ nhẫn ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ Đại Đức Tuệ Đức và cùng tất cả. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con xin được phép quý vị nghiêm tịnh thân khẩu ý để thọ trì tam quy và bát quan trai giới ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chỉ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hòa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chỉ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hòa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chỉ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chỉ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chỉ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chỉ do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammang saranang gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranang gacchami, con đem mất lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba. Buddhang sanghacchami, con đem mất lòng thành kính xin quý Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem mất lòng thành xin quý Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem mất lòng thành kính xin quý Tăng. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, con đem mất lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Dutiyampi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tisaranakahanang paribunang, phép quý Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama Phante Dạ xin vâng. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự hành dâm trong ngày nay. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surameyaya Machappamadathana Veramani Sikkhapadang Đăng sắc mi, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala phochana veramani sikha padang sammadiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự ăn phi thời. Nacchagita vadita visu dita visu kadasana samana ganthavine panathayaram Yana mandana nana vifusana sarathana veramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm dội phấn và đeo chạng hoa. Uccha sarana maha sarana veramani sikkhapadang sammadiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata viramani sikkhapadang sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinnadana viramani sikkhapadang sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya viramani sikkhapadang sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự thông dâm. Musawada viramani sikkhapadang sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Surameraya machappamadathana viramani sikkhapadang sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Vikala phochana veramani sikkhapadang sammadhiyami,
Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự ăn sái giờ. Nạc gia ghi ta và đi ta vì su ca đa sản à. Mà là gần ta vi lê bà na thà ra na măn đà la vi bù sa na thà na. Vê ra ma ni sĩ ca bà đăng sa ma thi yà mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa. Sử múa hát thôi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm. Thoa vật thôi mười phấn và đeo chàng hoa. Ukcha sayana maha sayana. Vê ra ma ni sĩ ca bà đăng sa ma thi yà mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imangathangasamanagatang buddhapanyantang uposathang imanchara-ting imanchati-vasang samadeva apirakitun samadhyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch chốn ngày nay. Và đêm nay mong cầu sẽ được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vĩ lai. Imani Atika Badani Uposatha Sinawe Sinawasena Imanjaratin Imanjadivasang Sathukang Kato Pamadena Sammarakitapang. Chư thiện tinh thọ trì bát quan chay giới trong sạch chọn ngày và đêm nay chẳng nên dễ vui. Ma phan tê dạ xin vâng. Si lê la su ga tinh dân ti si lê la phô ga sâm ba đa si lê na đi pu tinh dân ti tạc ma si năng vi sô tha dê. Các chúng sanh sanh về được các cõi trời cũng nhờ có giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài vật cũng nhờ có giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ có giới. Bởi các cây chư Phật tử thọ trì luật cho được trong sạch đừng để lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung con xin được kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn Từ Bi Hoan Hỷ truyền tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay vui lòng thành kính làm lễ tán rất tam bảo tụng kinh sám hối và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng khuyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Diệt mô duyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm Nam-mô Phật-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sang-kha-ya. Nhà kiến bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới A-vát-tha-la xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp cầm mic. Dạ sa thủ kính cảm ơn Bình Bát Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Rằng Đồng Quang Thanh cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Quát Tha Na. Kính chào Maharaja. Mến chào Thi An Lạc. Kính chào Buôn Bỏ. Mến chào cô Rằng Đông. Mến chào cô Cẩm Vân. Mến chào Châu Khoan. Kính chào ai địch kêu em đó. Mến chào Quang Thanh. Kính chào Hiển Mộng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi, hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo, sám hối thọ trì bát quan trai giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông
đã mở rừng và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 199 như pháp. Kính mời Vinh Bát Tha Ná, mến mời cô Rạng Đông, mến mời Cẩm Vân, mến mời Văn Thanh. Dạ, kính mời cô tu nữ Tuệ Viên và mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Và trước nhất con cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, nhà con cũng xin phép đạo tràng, con không có mặt ở trước máy một chút ạ. Con kính dân Bích Tinh Sư. Dạ, con xin được phép ngâm kệ ạ. Su su khang wa ta chi wa ma usuke su anusuka usuke su manusse su viharama anusuka su su khang wa ta chi wa ma usuke su anusuka usuke su manasesu viharama anusukam susukham wa tachiwama usukesu anusukam usukesu manusesu viharama anusukam. Vui thay, chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Vui thay, sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay, sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu và bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Chí Đức ạ. Một lần nữa xin nhường mic này cho Rum ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính dâng lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú 199 ạ. Con xin kính cảm ơn chú Vát Tha Ná đã cho bài. Dạ, cảm ơn cô Dạng Đông và cô Quang Thanh đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin phép được kể. Su su khang wa ta chi wa ma u su ke su anu su ka u su ke su manu se su viharama anu su ka su su khang wa ta chi wa ma usukesu anu suka usukesu manusesu viharama anu suka. Vui thay, chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay, sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay, sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con xin được xuống mic mời một vị khán giả. Sa thú sĩ pháp nguồn lòng, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đàn. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị chúng tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 199. Su su khang quá ta chi quá ma ut su kê su anu su ka ut su kê su manu se su viharama anu su ka su su khang quá ta chi quá ma ut su kê su anu su ka ut
su ke su ma nu se su vi ha ra ma nu su ka. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khang wa ta chi wa ma ut su ke su anu su ka ut su ke su ma nu se su vi ha ra ma anu su ka. Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao chẳng khao khác gì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, sa thú Lan Thái. Cảm ơn chị Đông. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 199. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Su khang wa ta chi wa ma ut su ke su an ut su ka ut su ke su man ut se su vi ha ra ma an ut su ka. Su su khang wa ta chi wa ma ut su ke su an ut su ka. U su ke su ma nu se su vi ha ra ma nu su ka. Su su khang wa ta chi wa ma u su ke su a nu su ka. U su ke su ma nu se su vi ha ra ma a nu su ka. Vui thay chúng ta sống không rộn ràng, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tự Nhiên đã ôn bài xong. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á đã bóp bài. Dạ, bây giờ Tự Nhiên thấy tín hiệu Quang Thanh. Dạ, kính mời Quang Thanh ạ. Và con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ, đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không ạ? Dạ, cảm ơn sư Pháp Lào Cai đã cho biết nghe được tín hiệu rõ. Con kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 199. Su su khang wa ta chi wa ma ut su ke su an ut su ka ut su ke su ma nut se su quy ha ra ma an ut su ka. Su su khang wa ta chi wa ma ut su ke su ut su ka ut su ke su ma nut se su quy ha ra ma an ut su ka. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Đấy là quẩn bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Su su khang qua ta chi qua ma
su a nút su ca ụt su kê su mà nút sê su quý ha ra ma a nút su ca su su khăng qua ta chi qua ma ụt su kê su a nút su ca ụt su kê su mà nút sê su quý ha ra ma a nút su ca. Vui thay sống chẳng rộn ràng giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao giữa người khao khát chẳng khát khao gì. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức Quan Thâm. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 199. Xú xú khăn quá tá chi hòa má, xú kê xú á nút xú ca, út xú kê xú má nút xê xú, quý há ra má á nút xú ca, xú xú khăn quá tá chi hòa má, út số kê số á nút số ca, út số kê số má nút xê số, quý há ra má á nút số ca, số số khăn quá tá chi hòa má, út số kê số á nút số ca, út số kê số má nút xê số, quý há ra má á nút số ca. Vui thay chúng ta sống không rộn ràng giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vui thay sống chẳng rộn ràng. Giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao. Giữa người khao khát chẳng khát khao gì. Bạn phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong. Và kính mời bằng tay của huynh Quách Thanh Ná. Sa thu lan tay xin cảm ơn. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin lời kể kinh pháp cú số 199. Su su khang va ta chi va ma u su ke su anu su ka u su ke su manu se su vihara ma anu su ka su su khang va ta chi va ma u su ke su anu su ka u su ke su manu se su vihara ma anu su ka su su khang va ta chi va ma u su ke su anu su ka u su ke su manu se su Viharama Anusuka. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Vui thay sống chẳng rộn ràng giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi.
Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Buddhaya còn xin được xuống mic. À, kính mời cô Tú Như Pháp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Bác Thà Ná. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đồng, cảm ơn Minh Bác Thà Ná cho tín hiệu. Nam Mô Buddhaya, dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tân Đức từ Quang Lâm và Đạo Tràng Như Pháp. À, chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Ngạo Sắc và mến chào Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Buddhaya, dạ con thấy Đại Đức Tuệ Đức vừa vào Đạo Tràng. Sư có thể cầm cái bài không, ba sư? Nếu được sư cho con xin một tín hiệu. Dạ sư không nghe. Wow. Cộng đồng hai vị nào có thể chắc lên sư chạy ra ơi chạy vào sư có nghe được hay không ạ? Dạ sư không nghe nên Như Pháp cũng không có thỉnh sư được. Dạ hết giờ rồi. Dạ. Dạ vậy thôi con được ôn bài còn 2 phút đó bạch sư. Dạ nếu được thì sư ôn bài đi. Dạ nếu mà sư nghe được thì sư ôn bài đi rồi con lên thỉnh pháp sư ạ. À. Dạ con chứng nhân mít đến Đại Đức Đại Đức ạ. À. Dạ cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn quốc tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã tới giờ bà thân cứ thỉnh pháp sư đi ạ. Dạ, hôm nay ở chùa có pháp lệ ạ. Bà thân cứ thỉnh pháp sư đi bà thân ơi. Dạ kính tri ân sư. Dạ Nam Mô Bích Hà. Dạ. Dạ vậy bây giờ thì con xin phép được không ông bài luôn. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn Đà Từ Bi Hoan Hỷ tiên phong ông bài pháp cú kinh số 199. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, Minh Hoa Thanh Á, cô Cẩm Vân, Quang Thanh, cô Rạng Đông, nhà Pháp Nguồn Lào Cai đã hoan hỷ nên ông bài câu hợp của kinh 199. Dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu hợp của kinh số 200. Dạ Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá. Nam Mô Sang Khà Giá, Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô, A Ra Hà Tô, Sam Ma Sam Bú Tha Sa Nam Mô, Ta Sa Phá Gá Quá Tô, A Ra Hà Tô, Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Việc làm ở đạo đời nhắm vườn lập giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chúng ni tôi mê cầu được
tri tri rạng tầng. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng lưu sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 200. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Tránh Sư ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta vào bài pháp. Trước khi vào bài pháp thì chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang akhivadimi svakhato bhagavata dhammo dhammang lamassami supatipanno bhagavato savakassaso sanghang lamassami. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tâm Đức Phật, Đấng Thế Tôn, Bậc Toàn Tri Diệu Giác. Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tầm vô minh và thiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức pháp bảo, phước pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ những ai có duyên làm nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy chắc chắn sẽ được an lạc đời này đời sau và thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghi lệnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thường cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống đến Tăng Bảo chắc chắn gặt hái được vô lượng công đức phước lành và nhất là thành tựu đầy đủ ba năm bậc và cũng chứng đắc tứ thánh đạo, thánh đế và giải thoát sanh tử luân hồi. Phước lành này khi phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, quý bà với cô tu nữ cùng chư Phật tử, cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, nội ngoại hai bên, mong cho tất cả quý ngài quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 200, phẩm xuất kháo bát cá, ma vương trêu Đức Phật. Qua bài học này thì chúng ta sẽ có được rất nhiều bài học, phải không? Có những lúc thì chúng ta, Việt Nam của chúng ta có những lúc thì cũng đã là chiến tranh và có những lúc thì rất là đói. Sư thường có những cái năm tháng mà đi học lớp 3, lớp 4 gì đó. Thậm chí là nửa tháng biết cái mùi của cơm trắng là gì. Chỉ ăn những cái mì mà ở miền Nam người ta gửi ra đó. Và cái hạt bo bo hả? Cái hạt bo bo hay hạt lúa mì gì đó. Ngay như bản thân sư cũng từng trải cái điều đó. Và bây giờ chúng ta rất là sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà tâm của chúng ta này nói rằng nếu mà bây giờ chúng ta khổ như vậy thì chúng ta sẽ không có trải qua được, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn cứ trải qua đó thôi, vì nghiệp nó sẽ trải qua hết cho chúng ta. Vậy thì chúng ta đến thế giới này với hai bàn tay trắng, chúng ta đến đây không có gì cả, rồi chúng ta sẽ đi trong nay mai mà chúng ta cũng không biết đi đâu. Nhưng mà thế giới này cũng chẳng có gì, chỉ là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm đụng như thuở nào. Và những âm thanh, những màu, mùi vị của đất nước lửa gió, chúng chỉ là thế thôi. Và chúng ta luôn luôn mơ mộng một thế giới huyền ảo, thế giới đẹp ở một tương lai xa vời. Nhưng chúng ta bỏ quên mất cái cứng, cái mềm, cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày. Nó chính là thực pháp, nó sẽ dẫn các bạn ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế giới của thực tại chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng thật là giả hợp, vô thường, biến hoại, đổi thay. Nhưng mà chúng ta đã bị chìm vào những cái ảo ảnh, cái sự tiếp nối của chúng. Và rồi chúng ta nghĩ rằng thế giới này đầy con người, đầy nhà cửa, đầy tài vật, đầy những của để dành. Nhưng thực tế không có gì cả, thưa quý vị. Chúng thật là hư ảo. Chúng thật là hư ảo. Quý vị thử suy xét xem, đã bao nhiêu lần cái thấy trôi đi, đã bao nhiêu lần những đối tượng thị giác cứ mất đi,
Vậy chúng là ai đây? Chúng không có là ai cả, thưa quý vị. Chúng chỉ là một sắc sanh khởi ở một thời điểm và rồi biến mất. Chúng chỉ là một cái tâm kinh nghiệm rồi sanh ở một thời điểm thực tại với duyên riêng của chúng và rồi biến mất hoàn toàn. Đó là sự vô thường của chúng. Cũng như là chúng ta không bao giờ ngủ lại cái đêm của ngày hôm qua nữa, thì cũng vậy, chúng ta cũng không thể nào thấy được cái thấy của ngày hôm qua, nghe được cái nghe của ngày hôm qua. Nhưng mà nó lại tiếp diễn tiến, những cái thấy nghe lại tiếp tục sinh khởi, nhưng nó không phải là những thấy của ngày hôm qua nữa, không phải là những cái thấy của sáng nữa, của chiều nữa. Và chúng ta phải luôn để ý, Đức Phật gọi tỉnh thức là vậy đó. Chúng ta tỉnh thức với cái gì là hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không dung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đội quân thần chết. Chú như vậy, nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đừng tìm cái gì về một thế giới xa xôi, vì thế giới xa xôi không bao giờ đến. Và thế giới sanh khởi ở đâu cõi nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những cái thấy nghe ngửi nếm đụng khác nhau, sai biệt, sanh và diệt theo duyên riêng của chúng, không còn gì hết nữa, thưa quý vị. Mọi thế giới chỉ có tứ đại và cái kinh nghiệm tứ đại diệt đi nữa mà thôi. Thì cũng có đất nước lửa gió, cũng có cảm thọ, cũng có thọ tưởng hành thức, không có gì ngoài năm uẩn cả. Thì hàng ngày năm uẩn của chúng ta đang sinh và diệt. Tại sao chúng ta lại bỏ những cái lời Đức Phật dạy, bỏ những cái pháp vi diệu mà chúng ta được nghe, nhưng mà chúng ta học kinh điển, nhưng mà chúng ta lại không quay về với chính những cái thực tại rất đổi là bình dị trong đời sống hàng ngày. Và nó chính là cái cơ sở, là cái nền tảng để cho trí tuệ thấy rõ được cái sự rỗng không, sự vô nghĩa, sự vô thường của các pháp hữu vi. Để chúng ta không còn bám chấp, không còn chấp thủ chúng nữa. Khi nào chúng ta không còn chấp thủ chúng nữa thì mới được gọi là vui thay chúng ta sống. Không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng tịnh lạc như chư thiên quang âm. Câu kệ này, 200 này có Pali là Su su khăn vát tát chi qua mát, dê sang lô nát thí kinh chắc năng, ti tít phát kha phao vít sa mát, đê hoa a phát sát ra giáp tha. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu là: vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng tịnh lạc như chư thiên quan âm. Tại sao khi mà chúng ta chấp thủ, chúng ta có một cái gì đó, thì chúng ta sẽ không được tịnh lạc? Bởi vì khi mà chúng ta chấp thủ một cái gì đó, thì ta phải gìn giữ, ta phải líu kéo. Và cái bản chất của tứ đại, của đất nước lửa gió là vô tri vô giác, là vô thường, là biến hoại, là đổi thay. Bản chất của cái thân này cũng vậy, bản chất của chúng là đất nước lửa gió, do tinh cha huyết mẹ, do cơm cháo tạo thành, bất tịnh vô thường, và là bẫy mồi của ma. Thế mà chấp thì một mai người ta chửi, người ta đánh đập, người ta gì? Người ta nhục mạ, người ta không cho ăn, cho uống, người ta không bố thí cúng dường. Thì sao vậy? Thì chúng ta dính mắc vào cái thân này, và từ đó thì nó sẽ đem đến đau khổ. Và chấp vào cái thân này thì
chúng ta sẽ tạo những cái ác nghiệp. Nên là tâm của chúng ta bị dính mắc. Được những cái hỷ lạc, được cái tự tại nữa. Được cái tự tại nữa. Không còn được cái tự tại nữa. Và chúng ta thử suy xét xem từ nhỏ đến giờ chúng ta cái gì là của chúng ta. Những cái bóng ảnh mà chúng ta gặp, những cái con người mà chúng ta gặp, họ đi đâu cả rồi. Mọi vật mà chúng ta chấp giữ bây giờ chúng là cái gì? Và thân thể của chúng ta luôn luôn thay đổi vô thường. Vậy thì cái gì là của chúng ta đây? Không có cái gì là của chúng ta cả. Tất cả chúng chỉ là các pháp duyên hợp một cách ngắn ngủi và rồi chúng ta biến mất. Cũng như ở đây giữa quý vị và chúng tôi chỉ có âm thanh và cái nghe âm thanh sanh khởi và một suy nghĩ sanh khởi, một cảm thọ sanh khởi. Chúng ta sanh ra trong cô độc và cũng chết đi trong cô độc mà thôi. Cái thấy sanh ra một mình và chết đi một mình. Và chúng đã chết đi vô lượng rồi. Chẳng có cái thấy nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Nếu mà những cái thấy đó là tự ngã của tôi, thì bây giờ những cái thấy đó chồng chất đi đâu? Không, thực sự chúng không là của tôi. Những cái nghe cũng không là của tôi. Chúng sanh ra một mình và chết đi một mình. Nếu không có cái nghe thì thế giới âm thanh này không thể sanh khởi được. Nếu không có cái nghe thì không biết được cái âm thanh này được. Vì có cái nghe nên là nghe âm thanh. Không có cái tôi nào nghe âm thanh cả. Và cái âm thanh của ngày hôm qua thì không phải là âm thanh của ngày hôm nay. Âm thanh của khoảnh khắc trước không phải là âm thanh của khoảnh khắc này. Và rồi chúng lại diệt đi nữa rồi. Và thế giới này chỉ là như vậy. Nhưng mà rất khó để cho trí tuệ sanh khởi. Vì chúng ta chỉ thích những ngôn từ, chúng ta chỉ thích những khái niệm, chúng ta chỉ thích bám vào những sự hiện hữu trong đời sau. Nhưng có cái gì hiện hữu đúng qua từng sát la? Không có gì hiện hữu cả. Ngày mai các bạn thức dậy, cũng chẳng phải là các bạn thức dậy mà chỉ có âm thanh thức dậy và thế giới của âm thanh lại thức dậy. Suy nghĩ về âm thanh lại thức dậy, cảm thọ về âm thanh lại thức dậy. Các hành động về âm thanh lại thức dậy. Nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và hàng ngày, cuộc sống này tất cả chúng ta chơi những cái trò chơi dâm dục cũng vì các sắc pháp. Chơi những cái trò chơi đạn dược cũng là các sắc pháp. Chơi những cái nhà xây ô vuông cũng là những sắc pháp mà thôi. Cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi. Thật là phũ phàng thay phải không? Nhưng sự thật đó là như vậy. Chả có gì để cho chúng ta chơi thêm ở cuộc đời này nữa cả. Cái gì chúng ta chơi cái đó chỉ là đất nước lửa gió. Và thế giới này tên cho chúng. Và rồi chúng ta mê đắm vào những ngôn từ, những cái tên tuổi đó. Nhưng về bản chất của chúng thì chỉ là những chút đất vô tri vô giác. Theo những hình thức này, theo cái dạng kia mà thôi.
Nếu các bạn hiểu được như vậy thì sao vậy? Thì sẽ an lạc với chư thiên quan thân. Vì nó không có cái gì là tôi, là của tôi cả. Và nó đến cả đó đều do duyên của nó. Nếu mà nó đã đến do duyên thì bạn không có tầm cầu, không có tìm về quá khứ, mà cũng chẳng tìm tới tương lai. Mà quả thật nó chỉ hiện hữu trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, thì làm sao bạn phải đi tìm, làm sao bạn thành một cái gì đó để cho trí tuệ hay cái gì đó sanh khởi được. Bạn chỉ có tỉnh thức với hiện tại, đó là con đường duy nhất mà chấm dứt cái sự ảo tưởng, cái sự si mê về các pháp, cho chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Con đường đó là con đường bát chánh, con đường trung đạo. Không phải làm gì cả, các pháp đã sanh khởi đủ duyên thì chúng đã sanh khởi ở đó rồi. Không ai làm cho chúng sanh khởi được cả. Làm sao các bạn có thể làm cho cái thấy sanh khởi được nếu không có đối tượng thị giác như thế này hay như thế kia? Làm sao bạn có thể làm cho cái nghe sanh khởi được? Làm sao bạn cấm cái điều nghe này, đừng có nghe cái âm thanh như vậy được? Không thể được. Vậy bạn không làm được điều đó thì tại sao bạn lại thực hành một cái gì đó để cho có trí tuệ? Không có, trí tuệ cũng sanh bởi duyên riêng của chúng mà thôi. Bạn có thể nói về thiền này thiền kia rất hay, nhưng mà bạn không được thực tại hiện giờ thì mọi điều bạn nói chỉ là một biển vô minh, không có gì khác hơn nữa ngoài những từ. Không có vật gì thuộc về chúng ta cả. Chúng ta sống quá nhiều. Chúng ta hiểu được không có vật gì thuộc về chúng ta thì chúng ta sẽ sống quả nhiên vô cùng an lạc. Không cái gì thuộc về chúng ta thì sao vậy? Thì chúng ta đâu có nắm giữ nó đâu. Mà không nắm giữ, cái gì không nắm giữ thì cái đó tự thân của nó là an lạc, tự thân của nó đã là xả ly. Như vậy không nắm giữ ở đây chính trị cho gì? Trí tuệ hiểu được tất cả pháp vũ vi này là vẫn không. Là những người thọ thực pháp hỷ, một người mà hiểu được không có gì của ta đúng với pháp đó, lời Đức Phật dạy, thì tâm của chúng ta nó có cái thọ hỷ, lúc nào nó cũng vui vui nhẹ nhẹ ở trong lòng. Và chúng ta để ý các cái bậc giác ngộ, các căn của các ngài lúc nào nó cũng tươi nhuận, giống như là một cái nụ cười hàm tiếu hay là một cái đóa sen mà nó vừa mới kết tinh lên và nó chuẩn bị lở ra. Đó là pháp hỷ nuôi thân tâm của các ngài. Chúng ta sẽ sống như chư thiên ở cõi Quan Âm. Như vậy Đức Phật ví rằng là chư thiên ở cõi Quan Âm thiên đó, thì cái niềm vui hỷ lạc, cái hỷ duyệt của ngài, của các ngài, bởi vì cõi đó các ngài không có ăn uống, để ngài sống bằng những cái hỷ này. Cái từ xuất xuất khăn quát tá chi qua má là chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Dê sang lô nắp thí kinh chất năng là không có vật gì là thuộc về chúng ta. Có cái thật gì thuộc về chúng ta không, thưa quý vị? Chúng ta thử tách xem là chúng ta hay là cái gì? Tai, chúng ta móc ra, mắt chúng ta móc ra thì nó là cái gì? Móc, mắt mà chúng ta móc ra nó chỉ đơn giản là một bọc nước, một cái hốc thịt và bám vào những cái sợi gân rất là dơ giấy mà thôi. Tai, mũi, lưỡi, chúng ta tách những cái thân phần này thì quả thật chúng chỉ là nhóm tứ đại này hay tứ đại khác, không có một ai ở trên cái cõi đời này cả.
Chúng ta chỉ là một nhóm bụi. Khi mà chúng ta một chút bụi, một nắm bụi thôi, khi mà chúng ta phân tích nó ra và chúng ta chia sẻ nó ra, hay là chúng ta thấy những cái tử thi mà người ta thiêu đó, cái tâm này không còn nữa thì cái tử thi đó đem thiêu chỉ là một nắm cho bụi thôi. Vậy thì cái cho bụi đó nó chính là cái thân mà chúng ta đang mang này, những cái đại. Mà cái tứ đại này nó khác với nắm cho đó là nó còn những cái hơi thở còn thức, nên là cái đống bất tịnh này nó còn có thể di dời chỗ này chỗ kia được mà thôi. Chứ về bản chất của cái thân này thì chúng cũng nằm im, chúng cũng vô tri vô giác từ lúc chúng hiện hữu và đến khi chúng tan hoại vào cõi đời. Chúng không phải là tôi, là của tôi hay là của ai cả. Làm sao mà cái thân này hàng ngày chúng ta uống nước trà vào này, rồi là những cái tôm thịt, những cái tử thi của cái con gà, con vịt, con heo, rồi là rau củ cả, nó tác thành là nước này kia, thì làm sao là mình được, phải không ạ? Nó là những cái nó chỉ là những cái chất, những cái vật chất tứ đại được nuôi dưỡng, phải không? Như vậy nó không là của tôi. Thế nào mà chúng ta quán xét như vậy thì cái sự đói khát, cái sự mà nhục mạ ở trên đời này đối với cái thân này, chúng ta không còn bị chúng chi phối nữa, không chấp chúng là tôi, là của tôi nữa, thì tâm tư của chúng ta có một cái niềm hỷ lạc của sự giải thoát, không còn chấp thủ. Từ nô á hăng hay là một cái đại từ ở đây, câu kệ này chia theo sở thuộc cách số nhiều là của chúng ta. Kinh chá năng là kinh chá ná đó, là đại từ. Ở đây chia theo chú, đại từ thuộc về trung tánh mà chia theo chủ cách là bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì. Như vậy là cái thân hiện hữu này nó đã không phải là của ta rồi. Thì cái tâm này nó chỉ là một cái duyên hợp. Khi mà đối tượng thị giác in dấu vào nhãn căn thì cái nhãn thức này nó mới sanh khởi ở cái thời điểm đó mà thôi. Và rồi chúng diệt đi. Chúng còn nhanh hơn cái sắc pháp này nữa, thì làm sao được gọi cái đó là tôi được, cái đó là của tôi được? Cái đó không là của tôi, không thể là của tôi được, mà chúng chỉ là các pháp. Kinh chá năng, kinh chá ná, cái từ pi tí phát kha là pha quý sa mát đê hoa an phát sát ra giá tha, là những cái người thọ thực pháp hỷ. Như vậy một người mà đã thấy được toàn vẹn không có cái gì là của ta, với cái sự thực chứng được những cái tam tướng vô thường của cái ngũ uẩn này, thì vì đó có một cái đời sống giống như là chư thiên Quan Âm và Đức Phật. Và ở đây thì nói đến Đức Phật, Ma Vương đã trêu Đức Phật. Pi tí phát kha, pi tí phát khá là một cái nhóm từ năm tánh chủ cách số nhiều, và chỉ cho là những người thọ thực pháp hỷ. Như vậy hằng ngày thì chúng ta có vàng Ma Vương, phải không nào? Ma Vương chưa đến mà người ta cúng dường cho chúng ta có đồ ăn, như đồ ăn không ngon cũng là vương của chúng ta. Mà đồ ăn ngon thì cũng là ma vương của chúng ta. Phải không? Vợ con chúng ta này kia không có theo ý của chúng ta cũng là ma vương ở nơi ta. Như vậy tâm của chúng ta đầy ma vương. Chúng đã ngưỡng trị nhiều kiếp rồi. Nhiều kiếp rồi. Cảnh đẹp với chúng ta cũng là ma vương, cảnh xấu với chúng ta cũng là ma vương, âm thanh đối với chúng ta cũng là ma vương, mùi thơm, mùi thúi chúng ta cũng là ma vương, món ăn của chúng ta ngon nhưng mà không thơm, không đẹp cũng là ma vương của chúng ta. Đó. Phải không?
Vì sao vậy? Vì chúng ta luôn luôn phản ứng tâm của chúng ta. Không có cái gì mà tâm của chúng ta nó không phản ứng cả. Mà tâm của chúng ta thì nó luôn luôn thích cái nó thích. Và nó tìm cái cách để nó chê. Như vậy thì ở trong chúng ta có tới 10 cái loại ma vương đang ngự trị, tức là 10 cái loại phiền não ma ngự trị suốt cả ngày. Mà nó ngự trị ở đâu thưa quý vị? Sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, được xúc chạm, mà chúng ta mới thấy được rằng nó chả đâu vào đâu cả. Nhưng mà tâm của chúng ta thì sao? Đau khổ, phải không? Người Nga đánh Ukraine, nó cũng là ma vương cho cả một dân tộc Việt Nam. Chia phe. Người miền Nam thì không thích người Nga, thích người Ukraine, phải không? Người miền Bắc thì không thích người Ukraine, thích người Nga. Chúng ta có thấy ma vương không? Ma vương suốt, ma vương. Trong tâm của chúng ta đã nhiều ma vương như vậy rồi, phải không nào? Và sắc thinh hương vị xúc ngoài kia luôn luôn là ma vương cho những kẻ không biết gì về pháp Đức Phật dạy cả. Chứ đừng nói là các ngài ma vương thật sự có quyền năng. Như vậy thì chúng ta thấy không, chỉ cần một chút xíu cái khó khăn trong đời sống thử thách chúng ta thôi là chúng ta ma vương đã chế ngự hết tâm hồn của chúng ta rồi. Đâu có cần gì mà đấng ma vương thử thách như Đức Phật vậy đâu, phải không ạ? Chưa cần là chúng ta đã chết rồi. Nhưng mà con đường nào mà để thoát khỏi ma vương này? Đó chính là con đường bát chánh đạo. Hãy thấy được mọi đối tượng thị giác chúng không là ai cả. Chúng chỉ là hữu vi, vô thường, biến hoại đổi thay, vô tri vô giác. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà. Mọi cái thấy không phải là tôi. Cái thấy này không phải là cái thấy của cái thấy hôm qua nữa, không phải là tôi thấy. Cái thấy này do duyên của cái sắc này, cái nhãn căn này, và rồi chúng diệt đi. Chúng không là tôi, không là của tôi, không là tự ngã của tôi. Đó là cái con đường mà ma vương bên trong tâm này sẽ không thể nào lớn mạnh được nữa, và dần dần chúng sẽ được đoạn diệt một cách chắc chắn. Và ở trong này đã đoạn diệt rồi thì dầu ma vương ngoài kia có muôn ngàn cánh tay đi chăng nữa thì cũng không sao mà làm cho tâm của cái bậc đi trên con đường thánh đạo này chao đảo và rung sợ rung động được. Điều đó là không thể xảy ra. Và đó chính là cái sự hỷ lạc mà đã đạt được cái pháp gọi là vô ngã. Chỉ có quán về vô thường của vô ngã với thực pháp như vậy thì mọi cái che lấp của si ám, của ganh tị tật đố sang tham bổng sẻn, của những cái lường gạt ở bên ngoài, của sắc thân hương vị xúc, chúng không thể nào cháo chở, gian lận chúng, không thể ám ảnh được tâm của chúng ta nữa. Và cái hình bóng tự ngã tôi là như thế này như thế kia, chúng sẽ được quét sạch khỏi tâm trí của chúng ta. Và lúc đó chúng ta chỉ có thấy pháp và pháp thôi. Và một người luôn luôn chỉ thấy pháp là pháp thôi thì người đó sẽ hưởng được cái nguồn an lạc như chư Thiên Quan Âm, như Đức Phật dạy qua cái câu kệ này. Pi tí là cái danh từ nữ tánh, là hỷ hay là sự hân hoan. Sự hân hoan là thoát ra mọi cái sự kiềm tỏa của sắc thinh hương vị xúc, dầu chúng áp chế ngài như thế nào nhưng mà tâm của ngài không có sợ đói sợ khát, không có vì cái miếng ăn họ không bỏ đó mà tâm của ngài trở nên bực bội hay khó chịu. Ngài đã thay thế chúng bằng những cái sự hiểu biết, cái sự cảm thọ hỷ lạc, chứ không còn chấp ngã chúng là cái đói này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. À.
Và chúng ta có thấy cái đói chưa là cái gì cả, bậc chí có người chết, vừa chết trong đói khát trong chiến trận nhưng mà vẫn cứ cười vui như thường. Như vậy thì khi mà tâm của chúng ta nó được huấn luyện, nó được đi đúng một con đường, thì nó sẽ vỡ, nó sẽ xuyên thủng tất cả mọi cái loại phiền não vô minh và nó không còn bị lệ thuộc nữa. Phát là một cái tính từ có thể ăn được, đã được ăn. Phá-huyết-sa-ma, căn phu là một cái động từ chia theo số nhiều là chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là. A-phá-sa-ra, A-phá-sa-ra là một cái tính từ nam tánh, chủ cách số nhiều, thuộc về cõi quan âm. Quan âm có hào quang. Hào quang ở đây tức là hào quang sáng. Như vậy thì hào quang nó có hai loại. Nó có hai loại. Tức là một cái loại hào quang là phổ quang. Phổ quang như là lửa, điện, nước hay ánh nắng mặt trời. Thì cái hào quang này nó sáng về cái mặt ban ngày để mà nằm nóng, để mà nó thiêu đốt, để mà làm cho các cái vật này, vật kia chính. Nhưng mà nó cũng có một cái hào quang nữa là cái hào quang mà nó thanh tịnh, nó mát mẻ, nó sáng, nhưng mà nó không có nóng đốt, không có thiêu đốt. Và ở đây thì Ngài dịch qua cái câu kệ này: vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Như chư thiên quan âm. Và chúng ta thấy được rằng là rất khó để mà chúng ta hiểu được rằng là cái này không phải là tôi. Phải không? Rất khó để chúng ta nhìn thấy, khi mà chúng ta nhìn thấy con cái, vợ chồng, chúng ta chỉ thấy đây là một đối tượng thị giác. Đây lại là một đối tượng thị giác nữa. Chúng không phải là ai cả, chỉ là ở thời điểm này. Khi nào mà chúng ta thấy như vậy và chúng ta mới thấy được rằng là vì mình chấp con cái nên là lúc đó mình mới sân hận, bực bội, khó chịu. Và bây giờ chúng ta thực thấy được đối tượng thì giác sẽ không còn thấy bực bội, khó chịu nữa. Bất cứ ai thấy được đối tượng đó thì sẽ giảm bớt cái sự khó chịu, sân hận, chấp thủ. Và lúc đó người đó sẽ sống với chánh pháp, cư xử với chánh pháp. Chứ thường thì chúng ta học pháp nhưng mà không có sống với chánh pháp, không có cư xử với chánh pháp đâu thưa quý vị. Mặc dù chúng ta học Phật pháp đó, nhưng mà chúng ta để ý đời sống của chúng ta rất khó để mà sống với chánh pháp và cư xử với chánh pháp. Nhất là chúng ta nghĩ đây là thân bằng quyến thuộc, phải không ạ? Và cái câu pháp cú này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết ra khi ngự tại ở cái làng Bà La Môn gọi là Panchasala, và đề cập đến Đức Ma Vương. Đức Ma Vương thì chúng ta biết được là Ma Vương thì có rất là nhiều loại. Thì Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh thì có 5 loại ma: phiền não ma, chư thiên ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma và ngũ uẩn ma. Như vậy thì trong con người của chúng ta thì sao? Có đủ 5 loại ma này hết. Có đủ 5 loại ma này hết. Và chúng ta còn tự tạo ra ma cho mình nữa. Khi chúng ta thấy một cảnh sắc đẹp, một ai đó nói cái gì đó, là con ma ở trong chúng ta nó đã trỗi dậy rồi. Thì Ma Vương ở đây là một cái gọi là một cái loại tâm, một cái loại chúng sanh mà ưa thử thách hay là ưa phá những cái bậc cao thượng, mà đa phần là các ngài thử thách là nhiều, và để nổi bật lên
những cái sự giác ngộ của Đức Phật về cái đức kham nhẫn, về cái bi đức của Ngài, về cái trí đức của Ngài. Và mọi thứ ở trên đời mà chúng ta đang sống này, nó có thể là ma bất cứ lúc nào, mặc dầu chúng chỉ là đất nước lửa gió thôi. Chúng chỉ là những cái lọn tóc ở trên những cái bộ xương mà gió nó thổi bay bay ngang đường thôi. Khi mà chúng cắt ra thì không còn mê đắm nữa với những cái tóc được cắt ra, nhưng mà nó còn mọc ở trên xương đầu một cái dáng hình thon với cái mảnh vải che đi nước ngang qua một cái bóng mắt ở ven đường thôi. Đã là một thứ ma khủng khiếp rồi. Phải không? Thì chúng ta thấy rằng ma là cái gì? Là cái sự quấy phá, là cái sự chọc ghẹo, là cái sự dụ dỗ. Là cái sự cuốn hút làm cho một cái nội tâm bị khuynh đảo, bị mê đắm, bị say sưa, bị cuồng loạn, bị mất thăng bằng, bị dao động, bị sợ hãi. Một lần nọ, Nhân thấy 500 cô gái có cái duyên lành để mà đắc quả tu đầu vườn, thì Đức Thế Tôn bèn ngự đến cái ngôi làng này. Và những cái cô gái này, ngày nhân cái ngày lễ gọi là ngày lễ sao đó, thì đã đi xuống sông tắm. Và khi tắm xong thì các cô làng này trang điểm lại những cái thân thể vóc dáng của mình, rồi đồng đi thẳng một mạch về nhà. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nhân tiện đó, Ngài cũng đi vào cái làng ấy để khất thực, để nhân tiện độ những cái cô gái này. Thì lúc bây giờ ma vương, và Ngài đi đến đâu thì ma vương nhập vào toàn thể những cái thôn dân đó, cứ đi nhập xong rồi hết nhập đến người này, nhập tuần tự trong cái đường Đức Thế Tôn đi đó. Làm cho tâm của những cái người đó quên, và những cái người đó không có đem những cái đồ vật ra cúng dường đến Đức Thế Tôn, và khiến cho Đức Thế Tôn không được để bát chút nào cả, dầu là một muỗng cơm. Và cái tình trạng này thì trong chư tăng của chúng ta, chư tăng thì cũng rất nhiều có những cái trường hợp đó, không? Và không những thế, cuộc đời của Đức Phật, cả một cuộc đời của Đức Phật thì vô cùng là gian khổ, phải không ạ? Chứ không phải là một cái cảnh đẹp như chúng ta tưởng tượng. Chỉ có trí tuệ lòng từ bi của Ngài là vĩ đại thôi. Chứ còn đời sống của Ngài thì có những năm tháng Ngài ăn những cái gạo lúa ngựa, Ngài ăn uống thất thường vô cùng. Ngài đi đây đi đó, có cái gì thì Ngài dùng cái đó. Ngài đi xin, có cái gì Ngài dùng cái đó. Và không biết bao nhiêu là lạng tai, bao nhiêu cái sự chửi rủa, bao nhiêu những cái sự năng mạ. Và chúng ta thấy đọc vào những cái tạc luật hay là những cái tàng kinh thì chúng ta thấy được rằng là nó là một sự khủng khiếp. Nhưng mà gia thế của Ngài, Ngài là bậc hoàng tử đó. Nhưng mà Ngài bao nhiêu là vị vua kế bên Ngài, nhưng mà Ngài có tham đắm trong những cái vật dụng đó không? Hoàn toàn là không.
thì làm sao mà một bữa ăn mà Đức Ma Vương trêu ghẹo như vậy làm cho tâm của Đức Thế Tôn hoảng sợ được. Còn như chúng ta mà bây giờ mà các sư mà đi bát 5 ngày không có ai cho cái gì đó, mà nhà của chúng ta lại giàu có nữa, thì tối thiểu chúng ta cũng gọi điện về cho má, đúng không? Hay là những cái người Phật tử nào rất là thân cận, thân thương, chúng ta sẽ nói liền, phải không ạ? Mà chưa cần nữa. Vì sao vậy? Vì thực ra chúng ta chưa có pháp, chúng ta chưa hiểu được pháp nó cao quý như thế nào trong đời sống hàng ngày. Khi nào mà chúng ta hiểu được, chớm được vào những cái pháp thực tại nơi thân tâm của chúng ta rồi đó, thì kể cả những cái sự chết nó có đến đi chăng nữa, nó cũng không làm cho chúng tâm của chúng ta lay động được. Thưa quý vị, pháp bảo nó kỳ diệu đến mức độ như vậy. Huống chi là Đức Thế Tôn là bậc toàn tri diệu giác, là bậc pháp vương. Và sau khi làm như thế thì Ma Vương đứng trước cổng làng và chờ Đức Phật ôm bát ngự ra, trêu ghẹo rằng: "Này ông Sa Môn, ông Sa Môn đi, ông không được vật thực chi phải chăng? À, đã không cho ngăn cản này còn tức nữa, à, còn chọc tức nữa. Gặp sao? Này Ma Vương, vì sao?" Đức Thế Tôn mới nói này: "Ma Vương, này Ma Vương, vì sao ngươi lại khiến cho Như Lai không được vật thực? Này Sa Môn, thế thì xin ông hãy quay trở lại làng đi." Ma Vương nói: "Hãy quay trở lại làng đi." Và khi nghe rằng như vậy, Ma Vương mới tính nhầm, tính thầm: "Nếu mà Sa Môn Gotama trở lại làng thì ta sẽ nhập vào cái thôn dân, khiến cho họ vỗ tay cười chế nhạo." Và ngay khi đó thì 500 cô gái đi đến cái cổng làng đó, được gặp bậc đạo sư, đến đảnh lễ ngài rồi đứng qua một bên. Thì Ma Vương lại trêu ghẹo Đức Thế Tôn rằng: "Bạch ngài, bậc thực, chắc ngài phải khổ vì sự đói dữ lắm phải chăng?" "Này ác ma, mặc dù hôm nay Như Lai chẳng được một chút chi cả, nhưng ta sẽ tọa hưởng phỉ lạc suốt ngày giống như là vì trời Phạm Thiên ở cõi Quan Âm vậy." Đức Thế Tôn nói lên rằng là ngài có một cái nguồn hỷ lạc vô tận, báo cho Ma Vương biết được rằng ngài là bậc toàn tri diệu giác. Thì Ma Vương mới hổ thẹn rụt đầu và biến mất. Và Đức Thế Tôn mới thuyết lên cái bài kệ ngôn này: "Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng tịnh lạc như chư thiên Quan Âm. Và chúng ta hãy đi theo con đường của Đức Thế Tôn, con đường bát chánh này, pháp ở ngay đây, không đâu xa cả. Những cái gì xuất hiện thì cái đó mới được hiểu, cái gì chưa xuất hiện thì cái đó chưa bao giờ được hiểu. Và những cái gì đang có mặt thì hãy hiểu chúng, chớ có bỏ qua âm thanh, chớ bỏ qua cái nghe, chớ có bỏ qua đối tượng thị giác, chớ có bỏ qua mùi, chớ có bỏ qua vị, chớ có qua xúc chạm, chớ có bỏ qua các cảm thọ, chớ có bỏ qua các suy nghĩ, chớ có bỏ qua các cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày." Đó là những pháp đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Nếu như cái này chưa được hiểu thì cái không xuất hiện làm sao có thể hiểu được, điều đó không thể xảy ra được. Và từ hiểu cái này, trí tuệ lớn mạnh, thì những cái vi tế khác tự chúng sẽ trồi lên, và rồi chúng lại được hiểu,
từng lớp sẽ được bóc tách và được hủy diệt. Nếu không có cái nguồn đối tượng thị giác sắc màu âm thanh này thì tham sân si cũng không thể sanh khởi được. Như vậy nó là cái nguồn cơn. Vậy cần phải thu thúc, cần phải chánh niệm đối với sáu căn này trong đời sống hàng ngày. Dầu là một chút hiểu biết còn hơn là chúng ta thuộc cả tam tạng kinh điển những ba cái khoảnh khắc này. Thật là uổng phí. À, thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Ô, mới có 47 hả? Thì chúng ta biết được rằng là cuộc sống năm uẩn không là cái gì cả, thưa quý vị, nó ngay đây. Và pháp ký không phải là cái gì đó là vô ký, nó ở đâu cả, thưa quý vị. Cái mà bạn đang cầm nó ký, cứng cái mềm pháp vô ký, cái đối tượng thị giác là pháp vô ký, nhãn căn là pháp vô ký, âm thanh là pháp vô ký, cái nghe cũng là pháp vô ký, nhưng mà cái nghe là danh, mà cái âm thanh là sắc. Sân hận là pháp bất thiện, phải không? Để gì nữa? Thiện pháp với bố thí trì giới, đó là pháp thiện. Như vậy thì có phải đời sống hàng ngày chỉ có ba cái pháp này, vô ký, thiện và bất thiện? Vô ký gồm có vô ký quả, vô ký tốt, không? Như vậy không phải là ví dụ pháp nó là một cái gì đó mà chúng ta cứ tưởng tượng nó ở đâu. Không phải, thưa quý vị, nó ở ngay đây thôi. Nó ở ngay đây thôi. Cái mà chúng ta đang cầm, đang nắm, nhưng mà chúng ta quên mất nó là cái pháp gì. Chúng ta chỉ nghĩ đến nó, đây là cuốn tập, cuốn vở. Điều đó không có sai, nhưng mà nó chưa đủ cho tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì chúng ta cần phải nếm được cái thực tại của nó. Như vậy ở đây chúng ta tu tập cái con đường tứ niệm xứ này, chúng ta có thân này, chúng ta có sáu căn này. Vậy thì chúng ta không có phát triển chánh niệm những cái vô cùng đơn giản nhưng mà nó là thực pháp ở đây, thì chúng ta sẽ đi tìm Niết Bàn ở đâu? Chúng ta tìm Niết Bàn ở đâu? Hết đời, chúng ta chỉ ngồi đó trong ảo tưởng 2-3 tiếng đồng hồ. Thế rồi cả một cái đời sống hàng ngày xuất hiện, chúng ta bỏ hết, rồi chúng ta nhận được một cái thế ngồi 2-3 tiếng trong ảo tưởng. Rồi còn những cái gì diễn ra xung quanh của chúng ta, nó không phải là pháp để hiểu hay sao? Nó không đúng với lời Đức Phật dạy hay sao? Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cả pháp là vô ngã. Pháp gì sanh khởi, chúng chỉ do duyên mà sanh thôi. Chúng không có bản ngã, không có ai có thể tạo ra chúng được. Đức Phật không thể tạo ra cái nghe, cái thấy được. Đức Phật cũng không nắm giữ cái thấy, cái nghe được. Ngài chỉ hiểu khi chúng sinh khởi, do duyên và hoại diệt do duyên mà thôi. Nên là Ngài, chính vì Ngài hiểu, nên là Ngài không chấp thủ. Vậy thì tại sao con đường của chúng ta đi vào lời Đức Phật dạy thì chúng ta lại dẫn nhau đi một cái con đường hết sức là sai lầm? Là chúng ta tạo ra một cái gì đó để hiểu. Không thể có như vậy được, thưa quý vị. Không thể có như vậy được. Có phải là Đức Phật nói rằng cái chánh tri kiến nó chỉ do hai pháp nó sanh khởi? Đó là do nghe người khác nói và như lý tác ý, đúng không? Như vậy chánh kiến ở đây là do nghe người khác nói và như lý tác ý. Như lý tác ý ở đây dầu đó người đó sai, nói sai, nhưng mà mình như lý tác ý, mình biết đây là pháp không đúng, nó vẫn là chánh tri kiến. Như vậy Đức Phật dạy, sau đó chúng ta mới tách khỏi tất cả những cái thiện và bất thiện. Chúng ta khi nào mà chúng ta thuần thục về
pháp đó. Đức Phật dạy hai con đường chứ không phải một con đường. Nhớ cho quý vị nhớ. Ngài dạy con đường gì? Ngài dạy con đường bát tà đạo và Ngài dạy con đường bát chánh đạo. Ngài dạy con đường bát tà đạo gồm có những cái tâm bất thiện sinh khởi trong đời sống hàng ngày. Và Ngài dạy cái con đường bát chánh đạo là những cái thiện pháp, là những cái pháp mà nó có thể, nó có cái năng lực để vượt lên khỏi cái thế giới thiện và bất thiện này, để không còn chấp thủ đó là tôi, là của tôi nữa. Ngài dạy rằng nó có 10 cái tà giải thoát và 10 cái chánh giải thoát, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi chánh trí, chánh giải thoát. Ngài cũng dạy 10 cái pháp tà giải thoát, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Như vậy chúng ta thấy chỉ cần mất mấy một chút là chúng ta đã ở bên tà pháp rồi. Mà thường là chúng ta ở tà pháp chứ không có ở chánh pháp đâu, mặc dầu chúng ta học chánh pháp đó. Phải từ sáng đến giờ chúng ta đụng chạm vào những cái cứng cái mềm suốt cả ngày, nhưng có bao giờ chúng ta có bao giờ chánh niệm nó tiếp cận với cái thực tại này được không? Không phải không? Không phải không? Thì nói chi mà chúng ta thấy cái sắc nhãn căn bây giờ nó vẫn đang sanh phải không ạ? Nhưng mà nó có tiếp cận được, nó có là đối tượng của chánh niệm không? Không. Như vậy để cho, mà thậm chí là cái đối tượng thị giác á, mà chúng ta không được nghe đó, thì cái chánh niệm nó cũng không có tiếp cận được. Vì chúng ta không nghe pháp, không nghe lời Đức Phật dạy một cách đúng đắn. Do không được nghe nên là cái nhớ nó không có, cái biết nó không có, cái mà nó hiện diện không có mặt. Và chúng ta cứ chìm vào một cái mộng tưởng, một cái đề mục nào đó, mà thậm chí rằng là, thậm chí là có nhiều người không có học một chút nào về trong sách vở thiền định, và họ cứ ngồi ở đó, và rồi chỉ cần 2-3 tháng họ sẽ trở thành một thiền sư. Và làm một vị sư nữa thì có phải là dắt cả bao nhiêu người đi sai lầm trong chánh pháp phải không? Thì làm sao mà hưởng được cái hỷ lạc phải không ạ? Để vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, là sao vậy? Cái thấy không là của ta, cái đối tượng thì giác không phải là của ta, cái nghe không phải là của ta, đối là... Mà chúng ta suy xét kỹ đi, thế giới này ngoài những cái âm thanh, những cái sắc màu mùi vị mà chúng ta đã va chạm với chúng từ vô lượng kiếp đến giờ, còn cái gì nữa không? Chẳng có ai chết cả, chỉ có cái thấy sanh và chết đi, cái nghe sanh và chết, tham sanh lên và chết đi, trí tuệ cũng sanh lên và chết đi mà thôi. Rồi là cái sinh ra rồi cũng chết đi, và cầm thầm là cái tử cũng sanh lên và chết đi. Cái đúng thời điểm, đúng nhân duyên thì chúng sanh lên và chết đi, không ai có thể ngăn cản được. Quý vị nghĩ rằng là Đức Phật có thể, là Ngài có thể ngự đại với một kiếp trái đất này? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Ngài cũng chỉ đến từ nhân duyên đầy đủ 3 năm mật. Và kiếp Ngài, tuổi thọ đến đó, chỉ đến đó. Nói vòng vo tam quốc thì